nguy hiểm á. Sao anh không ở dưới chơi với mọi người? Anh thấy không khí ở đó không hợp với hai đứa mình. Ủa, em tính lên đó ngắm trăng hả? Sao em biết? Anh đoán vậy. Nghe nói là đứng trên tháp này mà ngắm trăng thì lý tưởng nhất thành phố. Thỉnh thoảng cái quyền cũng qua là những cảnh ban ngày cho em xem. Cho nên bây giờ em muốn lên đó. Nhưng mà nghe nói là cánh cửa trên đó ít khi mở lắm. Để lên coi thử. Em cũng đi nữa. Em dám không? Nghe em dám không? Nè, chờ anh theo với. Đưa đây cho. Cẩn thận. Cẩn thận. Có lên được không vậy ta? Để anh thử. Cẩn thận nha. Ờ. Được không anh? Để anh coi thử. Để anh chút, anh đóng cái này lại, mình sẽ có nhiều không gian hơn. Xong. Trễ một tiếng rồi. 15 phút nữa chú tắt điện. Mấy đứa trước khi về phải dọn dẹp hết cho chú nha. Các bạn ơi, thôi cũng trễ rồi, giờ mình cũng tuân thủ nội quy của trường nên mình dọn dẹp rồi nghỉ nha. Dọn dẹp đi mọi người ơi. Em đang phụ mọi người. Khoan đã, sao em không thấy Phương với anh Quân nói cho người ta? Ủa? Không sao đâu, kệ họ đi. Người ta đi với nhau mà. Ta tự biết đưa nhau về chứ.